Apple M1 Max bị chip Intel đánh bại. Chipset M1 Max của Apple hứa hẹn là một chip xử lý tuyệt vời và sẽ thúc đẩy các kỹ sư AMD và Intel ra sức để cân bằng cuộc đua. Chúng ta đã chứng kiến CPU của M1 Max của Apple vượt lên mọi chip dựa trên cấu trúc X86 và thậm chí còn vượt qua chip máy tính bảng hàng đầu của Intel là Core i9-11900K. Tuy nhiên, Intel hiện sắp có một sự trở lại lớn với dòng chip laptop Adelaide Mobile. Khi xem xét kết quả, chúng ta có thể thấy rằng Intel đã cải thiện hiệu suất đơn nhân lên 14,5% so với thế hệ trước. Ngay cả khi chúng ta có thể thấy trước, Intel sẽ chiến thắng ở mặt trận đơn nhân vì tốc độ xung nhịp cao và có một số cải tiến quan trọng thì vẫn đáng ngạc nhiên khi i9-12900HK Adelaide Mobility đánh bại Apple M1 Max ở cả bài kiểm tra đa nhân. Bộ vi xử lý Core i9-12900HK Adelaide Mobility nhận được một số điểm đáng kinh ngạc theo sau là Apple so với Core i9-11980HK và 12900HK mạnh hơn 45% trong cùng một mức TDP. Bài kiểm tra điểm chuẩn này được thực hiện trên Windows 11 cho phép chạy trên công nghệ Thread Director hoàn toàn mới của Intel, nhưng Apple vẫn sẽ giành chiến thắng khi chỉ nói về mức độ hiệu quả song song với tiết kiệm năng lượng. Nhưng thời kỳ thống trị của Apple với tư cách là chip mobile nhanh nhất có vẻ sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nữa thôi.